trường Võ Trường Toản. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đây cũng sẽ là tiết mục dự thi cho phần cứu trợ Hoa Trạng Nguyên. Và ngay tại thời điểm hiện tại thì tiết mục đang được livestream trực tiếp trên fanpage của Trạng Nguyên nhí. Và ngay bây giờ các thầy cô giáo, các vị phụ huynh hãy vào ngay fanpage, chia sẻ thật nhiều và like trang fanpage. Vì cứ mỗi 20 lần like hoặc chia sẻ tương ứng với việc một bạn sĩ tử sẽ được quay trở lại với trường thi. Xin cảm ơn. Cười Trạng Nguyên. Đây là điệu nhảy được lấy cảm hứng từ các bước nhảy của các vũ sư trường tiểu học Võ Trường Toản. Đúng. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Điệu nhảy đánh răng. Điệu nhảy lau kính. Rửa mắt nào. Đánh đàn. Giặt quần áo. Tắt nhà đi. Tắt nhà đi. Tắt nhà đi. Sau khi giặt quần áo là phải rũ. Trời đất ơi. Tôi không ngờ là mấy Trạng ngày hôm nay nhảy xấu và tệ đến mức độ như vậy luôn á. Mọi người xê ra, coi Trạng Tinh Anh nhảy đây này. Âm nhạc nổi lên. Xin mời âm nhạc. Nhìn là thấy có vẻ chiêu nè. Tay của các bạn đâu rồi? Một tay được không ạ? Tay của các bạn đâu rồi? Một tay được không ạ? Vâng, các bạn vừa đến với điệu nhảy của Trạng Tinh Anh. Vâng. Nói chung là tôi thấy các bạn nhảy xấu lắm. Thế nên là cái chức lớp phó văn nghệ là vẫn thuộc về bạn Trạng Hồng. Đúng rồi. Không tranh cãi nữa. Bây giờ đến giờ các bạn sĩ tử chuẩn bị vào trường thi rồi. Nhá, tất cả vào vị trí, nhanh lên. Tớ là Trạng cao lớn. Tớ là Trạng Tinh Anh. Tớ là Trạng học nhanh. Còn tớ là Trạng mau nhá. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình Trạng Nguyên nhí. Bây giờ tất cả nghe lệnh của tớ vào vị trí, đón sĩ tử vào trường thi. Trường thi đã sẵn sàng, xin mời các sĩ tử. Của Trạng Nguyên nhí là sự có mặt của 50 sĩ tử vô cùng xinh đẹp và tài năng của trường tiểu học Võ Trường Toản, thành phố Hồ Chí Minh, cùng với sự có mặt cổ vũ động viên của rất nhiều các thầy cô, các bạn học sinh và các bậc phụ huynh của trường đến cùng với các bạn. Võ Trường Toản thì riêng tôi cảm thấy rất là vinh dự. Sau khi triển khai này là trẻ con là đăng ký rất là nhiều và trẻ con rất là háo hức. 2, 1, bắt đầu. Khi mà thi thì con cảm giác là sợ nhưng mà cũng vui. Con phải suy nghĩ, có lẽ cũng hay được con. Đầu thì con cứ nghĩ là đề thi nó khó, nhưng mà lúc mà làm thì con thấy nó dễ. Khi mà cái chương trình Trạng Nguyên nhí trở về thì nó đáp ứng được cái nhu cầu của trẻ con, là cái nơi mà để trẻ thể hiện và để cái nơi có thể đo được cái chất lượng đào tạo của trường. Anh con hay bắt lại con lắm ạ. Anh chọc con, khi con chọc anh thì anh lại nói mày tao với con. Ây da. Ây da ôi. Các bạn biết không, 50 bạn sĩ tử có mặt trong chương trình ngày hôm nay là những bạn vô cùng xuất sắc.
các bạn đã phải vượt qua vòng sơ tuyển vô cùng cam go. Và này, các bạn không chỉ giỏi về kiến thức đâu nhá, các bạn còn có rất nhiều tài năng khác. Có bạn biết múa, biết hát, biết đánh đàn nữa cơ. Ở trong trường thi của Trạng Nguyên Nhí thì sẽ có các bạn từ lớp 2 đến lớp 4. Nhưng có những em lớp 2 rất là giỏi, có thể vượt qua các anh chị lớp 4 và trở thành Trạng Nguyên Nhí luôn. Nên là các bạn cứ yên tâm, tất cả các sĩ tử hãy chiến đấu hết mình nha. Các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa nhờ? Ơi chưa, thế là chưa. Có một mình bạn này sẵn sàng thôi. Nghe lại nè, các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với kỳ thi hương. Nếu như mà bạn trở thành Trạng Nguyên Nhí trong chương trình ngày hôm nay, mình sẽ nói gì nhỉ? Chúc các bạn may mắn lần sau. Rất đúng. Bạn phải ngửa cổ lên như này này. Đấy, máu nó mới chảy vào trong, nó mới chảy ra ngoài. Nhờ các bạn nhờ. Đúng rồi, càng ngửa cao càng tốt. Để trở thành Trạng Nguyên, các bạn sĩ tử của chúng ta sẽ phải trải qua 3 kỳ thi: thi hương, thi hội, thi đình. Nào, bắt đầu thôi. Kỳ thi hương gồm những kiến thức thông qua quan sát thế giới quanh em, học kỹ năng sống ở trường và ở nhà, hay đọc từ những câu chuyện trong hiệu sách kỳ diệu. Trả lời đúng hết, các sĩ tử sẽ có danh hiệu cử nhân và chắc chắn có suất dự kỳ thi hội. Nếu không, các sĩ tử vẫn còn cơ hội ở vòng thi cứu trợ hoa Trạng Nguyên. Với tiêu chí là các bạn thí sinh lớp 2 hoàn toàn có thể chiến thắng được các bạn thí sinh lớp 4. Vì thế tại trường thi của Trạng Nguyên Nhí sẽ không chỉ là những kiến thức nằm ở trong sách vở mà còn đòi hỏi chúng ta có những kỹ năng tự thu thập, quan sát thế giới xung quanh. Và ở câu hỏi đầu tiên, chúng ta hãy cùng lắng nghe một đoạn băng nhé. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi nhi đồng. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi Việt Nam. Bác chúng em sáng to cao người thành thơ. Trong bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng của nhạc sĩ Phong Nhã, mắt Bác Hồ được miêu tả như thế nào? Phương án A, mắt như trăng. Phương án B, mắt tinh anh. Phương án C, mắt như sao. Và phương án D, mắt long lanh. Chỉ là nhìn qua ở đây thôi, tôi đã thấy là có rất nhiều bạn mang đến những đồ vật rất là đặc biệt. Đâu? Ngay ở hàng đầu tiên kia là một chiếc violon. Đấy. Wow. Xin chào bạn. Đồ vật mà mình đem là cái đàn vĩ cầm của mình. Đây. Thì mình mua nó khoảng chừng một năm mấy tháng rồi. Ờ, vậy ngày hôm nay mình còn ngại gì mà mình không thể hiện tài năng của mình cho mọi người trong trường quay, được không? Thì chúng tớ nó có một cái bài tập nhỏ cho Thanh là về... Là bài tập gì nhỉ? Về phải tập cười trước cùng 20 cái. Thế là tươi chưa? Tươi chưa? Các bạn thấy như thế tươi chưa nhỉ? Chưa. Rèn luyện nụ cười mà. Bắt đầu bây giờ cô đếm 2, 3 cười tươi. Cô xem là có luyện được không nào? 2, 3. Đấy. Nhá. Về luyện tập thêm nhá. Đứng trước gương cười mỗi ngày 20 lần. Nghe cả cái bài hát đâu được, cũng chẳng phải cười gì cả. Mình từng mỗi ngày tập cười được có cái à, có cái à. Bây giờ người vỗ tay lại để bạn cười thật là to nào. Rồi. Đây là nụ cười thứ hai trong ngày rồi. Hy vọng là ngày hôm nay bạn sẽ cười thật là nhiều nhá. Cảm ơn bạn. Trước khi mà chúng ta đến với đáp án của gói số 1 thì trường thi của Trạng Nguyên Nhí đã ngập tràn âm nhạc. Và tình cờ thay câu hỏi số 1 của chúng ta cũng là một bài hát. Hãy cùng đến với đáp án của câu hỏi nhé. Yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.
110 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã ra đi tìm đường cứu nước. Trong vòng 30 năm, Bác đã đi qua 3 đại dương, 4 châu lục và gần 30 quốc gia trên thế giới như Pháp, Mỹ, Anh, Liên Xô cũ để tìm ra con đường giải phóng đất nước và dân tộc. Nhờ đó chúng ta được sống trong hòa bình, tự do và hạnh phúc. Và đáp án của chúng ta đó chính là đáp án C, mắt sáng như sao. Tên gọi nào dưới đây vừa là dùng để gọi cho động vật và cả thực vật? Đáp án A, cóc. Phương án B, thơm. Phương án C, mật ong. Và phương án D, nghé. Trong bản đăng ký nhé, bạn lại nhận là mình thỉnh thoảng hơi tự cao. Ô, tại sao bạn lại viết như vậy? Tự nó mà là luôn chiến thắng, cái gì cũng có thể thắng người khác. Đấy là tự tin chứ. Tự tin nhưng mà đôi khi cũng quá mức, luôn nói người khác là không bằng mình. Mình có cố gắng để mình sửa cái điều đấy đi không nhỉ? Có. Nếu như mà bạn trở thành Trạng Nguyên Nhí trong chương trình ngày hôm nay, mình sẽ nói gì nhỉ? Chúc các bạn may mắn lần sau. Rất đúng. Nếu như Chí trở thành Trạng Nguyên Nhí của ngày hôm nay thì thay mặt Chí xin gửi đến tất cả các bạn thí sinh còn lại một lời, đó là chúc các bạn may mắn lần sau. Các bạn. May mắn cho tất cả các bạn còn lại. Chúc bạn Chí là chúc bạn may mắn lần sau nữa. Các bạn ơi, trong một năm có bao nhiêu mùa? Vậy thì các bạn nhỏ thích mùa nào nhất? Mùa nào? Đúng rồi, mình cũng thích mùa hè nhất. Ở đây có một bạn nhỏ đã vẽ một cái kế hoạch cho mùa hè của mình rất là chi tiết. Bây giờ chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay để mời bạn nhỏ ấy đứng lên. Hôm nay mình sẽ nói cho các bạn về kế hoạch về mùa hè. Đây là một bản kế hoạch được thiết kế vô cùng chi tiết. The summer is the place we can relax. You can go to the beach to swim. You can build a castle by a sand. Or you can play volleyball. Oh. Yeah. The next plan is you can come back to hometown to visit your grandpa or grandma. Or you can visit our old friend. You can play like catch fish or snail, or like fly a kite. The next plan is you can go to the children's house to play guitar, painting, and sing. You can go to the library to read books. So my presentation is up. Stop. So goodbye. Bạn đã học tiếng Anh như thế nào và bạn có thể chia sẻ cái kinh nghiệm để có thể các bạn thí sinh cũng như là các bạn nhỏ xem truyền hình có thể học hỏi từ bạn được không? Cái này là con học tiếng Anh từ nước ngoài. Cảm ơn bạn Hải rất nhiều và hy vọng là khi mà bạn vào đến vòng thi đình ấy, bạn thuyết trình cho khán giả thì bạn có thể sử dụng cả hai thứ tiếng để có thể tiếp vào ban giám khảo luôn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đáp án của chúng ta cho câu hỏi từ mà có thể sử dụng vừa là tên một loại quả vừa là tên một loại vật, đó chính là đáp án A, cóc. Xin chúc mừng các bạn có phương án đúng. Mùa hè đã đến rồi, mà mùa hè thì thường rất là nóng nực, mà những bạn nhỏ chúng ta thì còn tham gia nhiều hoạt động ngoài trời nữa, và điều đó thì sẽ dẫn đến đôi khi chúng ta sẽ bị chảy máu cam. Và câu hỏi ngày hôm nay sẽ liên quan đến việc các bạn có biết xử lý vấn đề này hay không. Đâu là cách làm đúng khi bị chảy máu cam? A, nhét giấy vào mũi. B, ngửa cổ lên. C, rửa bằng nước. Và D, đầu hơi cúi về phía trước, tay bóp cánh mũi. Có một bức tranh rất là nổi bật khi mà nhìn từ trên cao xuống đó. Quá là đẹp luôn. Cái này là con vẽ từ một tuần trước. Bức tranh này vẽ về một con gái ở Ấn Độ đang ngồi cạnh sông Hằng ngắm hoàng hôn. Rất đẹp, tớ cảm giác là khi mà tớ nhìn vào bức tranh này tớ có thể cảm thấy đây là một người nghệ sĩ rất là tài năng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với đáp án của câu hỏi vừa rồi. Bạn Tuyết Ngân ơi, tớ nghĩ là tớ biết đáp án của câu hỏi này. Bởi vì á, tớ thường xuyên chảy máu cam và tớ còn biết có một bạn còn hay chảy máu cam hơn là bạn Sơn Sushi. Mỗi lần mà bạn Sơn Sushi chảy máu cam
là trông bạn ấy như này nè. Bạn ấy nhét giấy hết vào trong mũi. Chị các bạn, Trang Nguyên ơi, bạn ấy làm thế có đúng không? Đúng mà. Thế không đúng thì phải làm thế nào các bạn? Theo tới á, bạn phải ngửa cổ lên như này này. Đấy, máu nó mới chảy vào trong, nó mới không thể ra ngoài. Nhờ các bạn nhờ. Ngửa đến bao giờ? Càng ngửa cao càng tốt. Ngửa. Cũng không đúng à? Thế bây giờ tôi sẽ tìm cho cậu một cốc nước. Có máu chảy thì phải rửa bằng nước. Rửa bằng nước chỉ sạch được máu thôi chứ không hết chảy máu được. Vậy phải làm gì? Các bạn sẽ tưởng các bạn đã chọn đáp án nào? Đáp án nào? Xin được chúc mừng những bạn sĩ tử nào đã chọn đáp án D là đáp án chính xác. Các bạn biết không, khi mà chúng ta bị chảy máu cam thì chúng ta nên chọn tư thế ngồi, đầu hơi cúi về phía trước. Ở tư thế ngồi thì áp lực máu trong tĩnh mạch ở vùng mũi sẽ giảm, giúp máu không chảy thêm nữa. Ngồi ngả người về phía trước nhằm tránh máu chảy xuống họng gây nôn. Bóp cánh mũi, dùng ngón cái và ngón trỏ bóp chặt hai cánh mũi trong vòng từ 10 đến 15 phút. Thở bằng miệng, việc này sẽ giúp cho máu ngừng chảy đó. Các bạn nhớ điều này nha. Ở đây có bạn nào hay đi siêu thị cùng với ba mẹ không? Trời ơi, nhiều quá. Vậy có bạn nào á đi siêu thị để giúp ba mẹ mình mua đồ không? Các bạn thường mua gì cho ba mẹ? Rau nè, rồi gì nữa? Trời, có bạn mua đồ chơi cho ba mẹ nữa hả? Đồ chơi là mua cho các bạn chứ mua cho ba mẹ gì? Khi đi mua đồ cùng ba mẹ, nếu trên đồ vật có ký hiệu Eco thì bạn sẽ hiểu đồ vật đó có tiêu chuẩn gì? Đáp án A, sản phẩm từ thiên nhiên. Đáp án B, sản phẩm thân thiện với môi trường. Đáp án C, sản phẩm giá rẻ. Và đáp án D, sản phẩm có màu xanh. Tôi xin mời bạn lên đây để cùng có thể cầm trên tay và nhìn một vài những cái biểu tượng eco ở trên các sản phẩm của chúng ta nhé. Bạn thấy không? Tất cả những sản phẩm này bạn thấy nó có một cái điểm chung gì? Dạ, chúng đều có màu xanh lá. Và màu xanh lá thì thường sẽ khiến cho Vân liên tưởng đến... Dạ, bảo vệ môi trường. Bạn Tuyết Ngân ơi, bạn Vân nói thế có đúng không? Đáp án D chưa phải là đáp án chính xác. Xin chúc mừng những bạn nào đã chọn đáp án B, sản phẩm thân thiện với môi trường. Các bạn biết không, Eco là ký hiệu được gắn lên những sản phẩm làm từ nguyên liệu tái chế như sách vở hoặc đồ nhựa. Và những sản phẩm này rất là thân thiện với môi trường đó. Tuyết Ngân ơi, sau khi mà được trở thành trạng cao lớn của Trạng Nguyên Nhí thì tớ đã có một niềm yêu mới, một tình yêu mới, đó là tình yêu đọc sách. Nếu như mà bạn đọc nhiều sách á, là bạn sẽ trở thành trạng tinh anh, kim trạng cao lớn, kim trạng học nhanh. Tớ sẽ mãi mãi là trạng cao lớn thôi bởi vì tớ vẫn cần lớn hơn nữa. Nếu như mà cậu vẫn thích đọc sách thì cậu có thể nhờ trạng Thanh Sơn, bởi vì bạn ấy vừa có một chất giọng đẹp, bạn ấy đọc sách rất là hay và cuốn hút dù bạn ấy hát hơi dở một chút. Chúng mình hãy đi tìm Thanh Sơn đi. Các bạn nhỏ ơi, chúng ta cũng đi tìm bạn trạng Thanh Sơn đi. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, cuốn sách Chuyện con mèo dạy hải âu bay được viết bởi Luis Sepúlveda, một trong những nhà văn xuất sắc nhất của Chile. Câu chuyện là cuộc hành trình dài đi thực hiện ba lời hứa của chú mèo mập Zoba vô lo vô nghĩ với một cô hải âu đang hấp hối: sẽ không ăn quả trứng, sẽ chăm lo cho quả trứng đến khi chú chim non ra đời. Và điều cuối dường như không tưởng, đó là dạy nó bay. Zoba đặt tên cho chú chim hải âu non là Lucky. 17 lần Lucky cố gắng bay lên là 17 lần nó rơi oạch xuống nền nhà sau khi dướn cao được vài phân. Lucky ở cuối hành lang và định hướng chạy đà. Còn ở đầu kia là Einstein đang chúi đầu vào cuốn bí kíp để bay như Spider-Man, một thành viên tích cực của hội những người không có cánh mà vẫn có thể bay. Sợ này làm sao ấy nhỉ? Tớ đọc nhầm đấy. Einstein đang mở rộng những trang sách viết về Leonardo da Vinci, nơi có hình minh họa một loại máy siêu to khổng lồ được gọi là máy bay. Lucky nhìn bọn mèo rồi nói: vui lòng dạy con bay. Lucky ngồi im trên ghế, đeo dây bảo hiểm vòng qua eo. Nhìn thấy vậy, Einstein nói tiếp: quý khách vui lòng gấp gọn bàn ăn và điều chỉnh ghế ngồi thẳng đứng. Vui lòng tắt các thiết bị điện tử bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động. Trên máy bay có 4 cửa thoát hiểm, 2 cửa phía trước, 2 cửa phía...
Tôi đùa đấy. Đấy là câu nói của các cô tiếp viên ở trên máy bay thôi. Còn Einstein thì thông báo thế này này. Sẵn sàng cất cánh. Phần sau của câu chuyện, sau những nỗ lực cố gắng của Zoba, Einstein và Skirtario, Lucky đã thực sự biết bay. Bay trên đôi cánh của chính mình. Và chuyện con mèo dạy Hải Âu bay đã trở thành câu chuyện mà không chỉ dành cho trẻ con mà cả những ai đã từng là một đứa trẻ. Một đứa trẻ tin vào những điều mơ mộng, tin rằng nếu chỉ cần quyết tâm, cố gắng thì mọi kỳ tích đều có thể thực hiện được, như một con mèo dạy Hải Âu bay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin cảm ơn bạn Thanh Sơn. Không biết là bạn mèo đó sống ở đâu ha. Mình cũng muốn tới để bạn dạy cho mình bay. Đúng là một câu chuyện tràn đầy cảm hứng này. Và dạy chúng ta có một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Thật là hay phải không nào? Những chi tiết nào sau đây là chính xác với nhân vật mèo Zorba? Chi tiết số 1, Zorba là một chú mèo tử tế và cao quý. Chi tiết số 2, Lucky gọi Zorba là cha. Chi tiết số 3, Zorba là một cô mèo đáng yêu và xinh xắn. Chi tiết số 4, Zorba và những người bạn của mình sống ở bến cảng. Chi tiết số 5, Zorba hay thất hứa. Và chi tiết cuối cùng, Zorba là mèo Moon. Và sau đây sẽ là đáp án của câu hỏi hiệu sách kỳ diệu. Đáp án chính xác đầu tiên là đáp án số 1. Zorba là một chú mèo tử tế và cao quý. Chi tiết chính xác số 2 chính là chi tiết số 4. Zorba và những người bạn của mình sống ở bến cảng. Và chi tiết chính xác tiếp theo đó chính là chi tiết số 6. Zorba là mèo Moon. Như vậy thì xin được chúc mừng những bạn nào đã chọn ba đáp án là 1, 4 và 6. Chúc mừng các bạn. Vậy là 5 câu hỏi đã trôi qua nhanh chóng. Chúng mình cùng nộp bài và chờ kết quả thôi. Hướng lên màn hình để cùng xem kết quả nha. Hồi hộp quá à. Và wow, sau đây là kết quả của kỳ thi Hương. Theo thống kê của chương trình, chúng ta có 4 thí sinh được điểm tối đa là 7 điểm. Các bạn sẽ ở lại trường thi và tiến thẳng vào kỳ thi hội. Xin chúc mừng 4 bạn: Bùi Phúc Khang, bạn Đỗ Minh Khôi, bạn Nguyễn Nhật Huy và bạn Trần Ngọc Anh, là 4 bạn chắc chắn bước vào vòng thi tiếp theo. Và ngay bây giờ trên tay tớ là kết quả của phần cứu trợ Hoa Tràng Nguyên. Các bạn có hồi hộp xem là sẽ có bao nhiêu bạn nữa được vào vòng trong không? Có. Có 1.033 lượt chia sẻ và thích Trang. Nghĩa là tất cả các bạn sẽ được quay trở lại trường thi. Chúc mừng tất cả các bạn. Chúc mừng các bạn. Một tràng pháo tay to nữa để dành tặng cho các vị phụ huynh và các thầy cô nào. Các phụ huynh và các thầy cô rất là tuyệt vời đã cứu tất cả các bạn có thể quay trở lại trường thi thêm một vòng nữa. Ở phần thi Võ Trạng Nguyên ngày hôm nay, các sĩ tử của trường tiểu học Võ Trường Toản thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham gia vào một trò chơi dân gian với tên gọi là ném còn. Với mỗi một lần ném thành công thì các bạn sẽ được cộng thêm 1 điểm cho kỳ thi tiếp theo. Chúc các bạn may mắn nhá. Wow, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Chúc Phúc Hải tự tin nhá. Cố lên Hải. Chỉ hơi lệch một chút thôi. Cố lên. Có vẻ như trong phần Võ Trạng Nguyên của ngày hôm nay, những quả con đặc biệt của Trạng Nguyên Nhí đang gây rất nhiều khó khăn cho các bạn học sinh của trường tiểu học Võ Trường Toản. Con ném thế này cao tới đâu là tình yêu con dành cho mẹ cao tới đó. Tình yêu của mẹ cũng dành cho con cao hơn luôn. Cố lên, cố lên. Và có bao nhiêu bạn nhỏ sẽ được cộng 1 điểm từ phần chơi này? Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Yeah, 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 yeah.
sau phần thi võ Trạng Nguyên với thử thách trò chơi dân gian là ném còn, trường tiểu học Võ Trường Toản đã có 3 võ Trạng Nguyên để cộng cho mình 1 điểm vào vòng thi tiếp theo. Bây giờ 50 sĩ thử của chúng ta, các bạn đã sẵn sàng để bước vào vòng thi tiếp theo chưa? Các bạn có còn năng lượng không nhỉ? Cho tớ nghe thấy cái năng lượng của bạn nào. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với Kỳ Thi Hội. Mẹ sẵn sàng rồi, em trai con làm sao với con? Em trai bước tới đây. Dạ quẩy không nghe lời con. Quẩy không nào? Không quẩy. Đó là vậy được không? Dạ được. Trời ơi. Con củ khoai này, mẹ dám đốt mẹ tao à? Con động tay vào nữa là con ngứa y chang mẹ, hai mẹ con cùng gãi luôn á. Nhớ uống sữa mỗi ngày. Sữa Vivimilk Grow Cộng bổ sung vị chất thiết yếu giúp bé cao lớn tinh anh, học nhanh mau nhớ. Này có thêm sữa Vivimilk Grow Cộng 100% vị dâu nguyên chất không phải hương dâu và sữa Vivimilk Grow Cộng 100% vị chuối nguyên chất không phải hương chuối. Vivimilk Grow Cộng sữa được huấn luyện viên Park Hang-seo khuyến dùng. Ở kỳ thi hội, các sĩ tử sẽ tham gia một chuyến dã ngoại và thử sức làm trợ lý của bố mẹ. Qua đó thể hiện khả năng quan sát, ghi nhớ hay suy luận tại chỗ. Chỉ cần xem kỹ, nhớ kỹ, suy luận logic là bạn có thể vượt qua toàn bộ các câu hỏi để có danh hiệu tiến sĩ. Các sĩ tử có thành tích tốt nhất sẽ bước vào kỳ thi đình. Bạn Sơn ơi, bạn Sơn có nhà không? Tới đây. Hôm nay mình có chuyện muốn hỏi bạn. Hỏi đi. Hồi nãy mình nghe bạn kể chuyện là con mèo dài hải âu bay. Ừ, đúng rồi. Mình cũng có ước mơ nhỏ nhỏ là mình cũng muốn bay vậy. Nên là bây giờ bạn có thể dắt mình đi tìm cái bạn mèo đó được không? Muốn tìm bạn mèo đấy xa, xa, xa lắm. Xa chỗ nào lận? Mình phải đi dã ngoại mới tìm được bạn ý. Thế cậu có sẵn sàng đi cùng tớ không? Đi luôn. Đi luôn. Đi thôi. Bên này, bên này. Bạn Tuyết Ngân và bạn Thanh Sơn đang đi dã ngoại cùng nhau. Chúng ta sẽ cùng ở lại trường thi, sử dụng sự quan sát các chi tiết của mình để trả lời câu hỏi tình huống dã ngoại nhé. Yo! Ê, nhưng mà mình thấy tụi mình hơi trẻ trâu quá nha. Đáng lẽ là tụi mình phải cụm ly bằng nước ngọt nó mới xịn. Cậu ơi, sữa rất tốt cho sức khỏe. Mỗi ngày chúng ta nên uống 2-3 ly sữa đó. Còn nước ngọt rất là độc hại luôn, mà còn gây ra bệnh nữa, như là bệnh tim mạch nè, bệnh tiểu đường, bệnh béo phì. Các cậu chọn cái nào? Đúng đấy, mình cũng ủng hộ ý kiến của Ngọc. Trời ơi, cái cậu hả, chỉ giỏi bắt nạt tớ thôi à. Ê, mà cậu có mang gì tới ăn không vậy? Đây. Cái gì vậy? Trái cây không mà. Ủa, pizza đâu, rồi khoai tây chiên đâu? Tớ không có mang. Các cậu hãy ăn những thứ tốt cho sức khỏe này đi. Cậu nên ăn trái này nè, trái này nó tốt cho sức khỏe, chất xơ của chuối, làm đường ruột hoạt động đều, chống táo bón, đặc biệt là tăng cường hệ miễn dịch. Nhưng cậu đừng ăn lúc đang đói nhé. Đúng rồi, chúng ta không nên ăn chuối trước khi ăn sáng, sẽ làm ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa của chúng ta. Trời, giờ phải ăn chuối, chắc tới thành khỉ luôn quá. Các bạn thí sinh hãy tìm ra phương án đúng trong các dữ liệu sau nhé. Phương án số 1, nước ngọt chứa các hóa chất độc hại gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe lâu dài như béo phì, hen suyễn, tiểu đường. Phương án số 2, trong chuối chứa nhiều cholesterol. Phương án số 3, trái cây giúp tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch. Phương án số 4, nên ăn chuối buổi sáng trước khi ăn sáng. Phương án số 5, ăn chuối khi đói sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa. Và phương án số 6, uống từ 2 lít sữa mỗi ngày để cung cấp đủ chất dinh dưỡng. Gia đình của bạn Quyên hôm nay có ai đi lên đây với bạn Quyên? Hôm nay có 3 con lên đây. Bạn có thể kể cho mình nghe một tí xíu về gia đình của bạn được không? Gia đình của con thì có 4 người. Con có một em trai và ba mẹ. Em trai con học lớp lá, 5 tuổi, gần 6 tuổi rồi. Bây giờ nhá, bạn Uyên mà có một người em là bạn Sơn chẳng hạn. Bạn Sơn mà một ngày nghiên bạn Hư thì bạn Uyên sẽ xử lý như thế nào ạ? Dạ là con cũng sẽ biết ba luôn. Đây ba đây, đây ba đây. Con có chuyện gì không? Đây à, em ngồi chở con. Rồi, bây giờ con muốn ba xử lý gì nào? Không, con không có em gái, chỉ có em trai thôi. Đấy, được chưa? Thế rồi, em trai con đang ngồi trên kia kìa. Không phải em trai đó mà em trai
thấy chưa? Rồi, mẹ đây con, em trai con làm sao? Nói đi con. Mẹ sẵn sàng rồi, em trai con làm sao với con? Em trai bước tới đây. Dạ quậy không nghe lời con. Quậy không nào? Không quậy. Đó là vậy được không? Đó là vậy được không? Dạ được. Trời ơi, đi luôn. Thương nè, thương nè. Vậy là bình thường bạn Quyên biết mẹ sao mẹ cũng xử lý như vậy hả? Dạ không, mẹ chỉ la em thôi. Hoặc là em mà quậy quá thì mẹ mới đánh em vài cây. Và bây giờ là công bố kết quả của câu hỏi dã ngoại. Đó chính là phương án số 1. Nước ngọt chứa các hóa chất độc hại gây ra nhiều vấn đề sức khỏe lâu dài như béo phì, hen suyễn, tiểu đường. Đó là phương án số 3. Trái cây giúp tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch. Và phương án số 5. Ăn chuối khi đói sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa. Xin chúc mừng các bạn. Tôi có một vấn đề cần phải nói với cậu. Là tại sao cậu với cả bạn Thanh Sơn hay đi dã ngoại với nhau thế? Chẳng cho tôi đi cùng gì cả. Nhắc tới chuyện dã ngoại tới còn đang bực mình đấy nè. Hôm bữa mình nói với bạn Thanh Sơn là mình muốn học bay, thì mình mới kêu bạn Thanh Sơn dẫn mình tới cái chỗ mà bạn Mèo và bạn Hải Âu bay đó. Xách đồ cho bạn nặng ơi là nặng luôn. Tới nơi gặp bạn Mèo, bạn Mèo có chỉ gì cho mình đâu. Miêu miêu, bạn Mèo chạy mất tiêu luôn. Bạn Mèo chạy mất tiêu luôn. Mình vẫn chưa biết bay luôn. Thế thôi, tớ không muốn đi dã ngoại với các cậu nữa đâu. Ở nhà làm trợ lý cho bố mẹ còn vui hơn đấy. Bạn Sơn á, đi dã ngoại cũng không làm được việc, mà ở nhà làm trợ lý cho bố mẹ cũng chưa chắc đã làm được việc đâu nha. Thật không? Thiệt. Thì bây giờ mình phải cho các bạn Trạng Nguyên Nhí coi bạn Sơn làm trợ lý đi. Các bạn hãy xem bạn Sơn làm trợ lý cho bố mẹ như thế nào nha. Các bạn hãy cùng đi theo mình tới nhà bạn Sơn nha. Đi chơi. Con đói lắm rồi ấy. Mà ai trả xong gì cả. Trời ơi, con không nhìn thấy à? Mẹ còn đang đứng gãi thế này. Đang ngứa ơi là ngứa đây này. Sao thế à? Nhà mình có muỗi à mẹ? Không. Tại cái củ khoai sọ này này. À. Cái con củ khoai này mày dám đốt mẹ tao à? Không có phải, con đưa đây. Là do vỏ nhựa của khoai với cả lông của ngoài vỏ ấy. Con mà động tay vào nữa là con ngứa y chang mẹ, là hai mẹ con bị cùng gãi luôn á. Nhưng mà mẹ cứ gãi như thế này thì bao giờ mới xong được cơm con. Thì bây giờ con phải tìm cách giúp mẹ đi, chứ mẹ đừng gãi một lúc như thế nó mới hết ngứa. Để con tìm cách. Vận công trí não. Lúc trước chỉ có một phần vận công xong cái là 10 phần thông minh rồi mẹ ơi. Con nghĩ ra cách rồi. Đâu cách rồi. Cách đầu tiên, gọt khoai mà sợ ngứa tay, nhúng ngay vô nước là ok liền. À, xà phòng rửa tay, dùng ngay chờ gì? Xà phòng. Vâng, còn cách thứ ba, nhựa khoai bám lại rất lâu, tự tay mình gãi thì ngứa đâu lo gì? Mẹ cứ gãi thật nhiều mà. Gãi nhiều là được. Vâng, đúng không? Tốc độ vào. Nhiệt huyết lên, nhiệt tình lên. Mẹ thấy nó thoải mái đấy con ạ. Ừ, nhưng mà hình như là gãi xong con lại nghĩ ra một cách thứ tư nữa rồi mẹ ạ. Sao? Người ta nói cả ba miền. Dùng liền nước ấm, cộng với giấm là khỏi ngay. Thế mẹ hỏi nhá, Sơn rất nhiều cách quá như thế thì bây giờ mẹ biết dùng cách nào đây? Con chỉ nghĩ ra được nhiều cách thôi chứ còn cách nào đúng con cũng chưa nghĩ ra. Ôi. Các bà sĩ tử ơi, giúp mẹ con mình nhá. Con cũng ngứa rồi mẹ ơi. Dưới đây giúp khắc phục hiện tượng ngứa do gọt khoai sọ, khoai môn. A là làm ướt tay khi gọt khoai. B, ngâm tay với hỗn hợp giấm và nước ấm sau khi gọt. C, rửa tay với xà phòng. Và D, gãi và xoa nhẹ vùng bị ngứa. Tôi thấy là đây có một bạn mang theo một dụng cụ thể thao. Đó hình như là vợt cầu lông phải không bạn? Bạn có muốn thách đấu bất cứ một trạng nào trong lớp của chúng tớ trên cầu lông bạn ngay bây giờ không? Anh Sơn. Xin mời lớp trưởng Sơn của tớ ra tiếp chiêu. Bạn thách đấu với tôi à? Bạn đã nghĩ kỹ chưa? À, tôi nghĩ kỹ rồi à? Bạn nghĩ lại đi. Đây là vạch này. Và bạn nào sẽ để rơi cầu ở phía bên sân của mình quá 3 lần là bạn đó sẽ thua. Các bạn đồng ý chưa? Rồi.
Xin mời cú giao cờ đầu tiên. Này, tôi biết đánh cầu lông đấy nhá. Một câu. Chắc cái phượt này nó bị làm sao ấy. Lại đây này. Cờ đi. Trời ơi. Lớp trưởng ơi, đừng để lớp mình xấu hổ, cố lên. Là chiến thắng đã thuộc về bạn kia. Dưới đây giúp khắc phục hiện tượng ngứa do gọt khoai sọ khoai môn. Xin được chúc mừng những bạn nhỏ nè đã chọn đáp án B. Ngâm tay với hỗn hợp giấm và nước ấm sau khi gọt. Nên khi gọt khoai tuyệt đối không được để tay ướt. Nước càng làm cho nhựa khoai bám dính vào tay hơn. Gãi và xoay nhẹ vùng bị ngứa không phải là cách làm hay, vì trong khi da bị ngứa thì việc gãi nhiều sẽ khiến bề mặt da bị tổn thương, thậm chí là loét và chảy máu, mà ngứa thì vẫn còn. Các bạn nhớ nha, một lần nữa chúc mừng những bạn nào đã chọn đáp án đúng. Chúng ta đã trải qua hai vòng thi vô cùng là căng thẳng với rất nhiều các câu hỏi và thử thách. Bây giờ bạn nào hồi hộp để biết cái kết quả, giơ tay cho tôi xem nào. Ở đây bạn nào là người hồi hộp nhất? Trời ơi, bạn nào cũng nhất hết. Vậy bạn nào là người hồi hộp gì? Vậy là bạn nào cũng nhất luôn nè. Mình cũng hồi hộp nữa, nhưng mà Chibi ơi, bạn có cách nào giúp cho bọn mình bớt hồi hộp được không? Chứ bây giờ mình cũng hồi hộp quá. Mình sẽ đem giọng hát của mình mang đến tặng cho các bạn để cho các bạn đỡ hồi hộp, có được không ạ? Chúc mừng đến năm mới, ai nhận ra trở lại tinh thần. Lớn chúc mừng đến năm vui, những em thân anh em ở nhà. Để tình thân quý bên nhau, lớn lên đâu hỏi cho tin tức. Chúc các bạn hãy giúp bước mệt, giúp đỡ nhau thương ra chẳng tớ không hiểu sao bạn Hoàng Yến lại chọn bài Lớp chúng mình đoàn kết, trong khi sắp tới chúng ta chỉ có 3 người vào vòng thi đấy. Và sau đây chúng ta sẽ cùng hướng sự chú ý lên màn hình để cùng theo dõi danh sách điểm số của các bạn nha. Xin mời. Mong là sau khi coi kết quả thì lớp chúng mình vẫn đoàn kết. Ồ, có ai được? Ồ, như vậy chỉ có một bạn duy nhất được 5 điểm mà thôi. Xin chúc mừng bạn Đỗ Minh Khôi. Bạn Minh Khôi là người duy nhất được điểm tối đa của chúng ta sau kỳ thi hôn. Bạn Đỗ Minh Khôi đâu rồi? Và bạn cũng là người được cộng thêm một điểm từ phần thi võ Trạng Nguyên. Và bạn sẽ là Trạng Nguyên nhí của chúng ta trong vòng thi ngày hôm nay. Chúc mừng cho bạn Đỗ Minh Khôi. Trường thi của Trạng Nguyên Nhí ngay lúc này đó là 50 sinh tử vô cùng xinh đẹp của trường tiểu học Trương Định, thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao bà muốn làm cô giáo nè? Dạ tại vì đến ngày 20 tháng 11 được nhận hoa. Mình muốn làm cảnh sát để bảo vệ cho những người khác. Nam là đánh đàn và thổi sáo, còn các bạn nữ là tập võ và bắn tên. Bạn tớ cố lên là một chiến dịch do Trạng Nguyên Nhí khởi xướng, kêu gọi các bạn học sinh trên cả nước cùng với chương trình tiếp thêm sức mạnh cho những bạn nhỏ đang phải cách ly tại vùng dịch bằng cách vẽ tranh, viết thư hoặc làm mô hình sáng tạo handmade. Các tác phẩm gửi về cho Trạng Nguyên Nhí qua email hoặc fanpage của chương trình. Ở tuần đầu tiên phát động, Trạng Nguyên Nhí đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các bạn nhỏ toàn quốc. Đó có thể là những bức tranh do các bạn nhỏ tự vẽ và có cả những dòng thư xúc động của một cậu bé mới 9 tuổi ở Hà Nội.
tớ rất thương các bạn ở khu cách ly vì các cậu phải ở một mình, ít được chơi, không được người thân chăm sóc trong vòng 21 ngày. Các cậu có thể đọc sách, vẽ, chơi thể thao để đỡ buồn chán, nhưng vẫn phải cách xa 2 mét. Như vậy, các cậu cũng đóng góp một phần cho cộng đồng khỏi Covid-19. Cảm ơn các cậu vì đã dũng cảm cách ly một mình. Tớ chúc các cậu mạnh khỏe, vui vẻ, bình an khi cách ly. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, sĩ tử nhí cổ vũ tinh thần những chiến binh nhí, cùng truyền đi thông điệp đoàn kết, sẻ chia, kết nối sức mạnh của chính chúng ta nào. Vậy là chúng ta tìm được Trạng Nguyên Nhí trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi làm quen với Trạng Nguyên Nhí, xin thầy hiệu trưởng có đôi lời phát biểu. Việc trước tiên là thay mặt gia đình Võ Trường Toản xin chúc mừng Trạng Nguyên chúng ta. Em Khôi thì là một học sinh rất là ngoan, nhưng hôm nay thì chứng tỏ là văn võ song toàn. Thêm một tuần nữa thì rất cảm ơn chương trình Trạng Nguyên Nhí đem lại tới nhiều cái điều bổ ích cho trường Võ Trường Toản. Một lần nữa xin cảm ơn chương trình. Đây là điểm tối đa trong vòng thi Hương, thi Hội và là Võ Trạng Nguyên. Và Đỗ Minh Khôi đã rất xứng đáng trở thành Trạng Nguyên Nhí của trường Võ Trường Toản. Chúng ta hãy cùng chúc mừng cho bạn ấy được không ạ? Trạng Nguyên Nhí của chúng ta sẽ giành được một phần thưởng, đó là một thùng sữa từ nhà tài trợ Vinamilk Grow Cộng. Ngoài ra bạn còn nhận được một kỷ niệm chương từ phía chương trình và một phần thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng. Một bộ trang phục dành cho Trạng Nguyên Nhí sẽ đồng hành cùng với bạn đến trận chung kết toàn quốc của năm nay tại Hà Nội. Các bạn ơi, ngay bây giờ hãy cùng hướng mắt lên trên này và chúng ta hãy cùng với Trạng Nguyên Nhí của chúng ta vinh quy bái tổ. Các bạn đừng quên đón xem chương trình Trạng Nguyên Nhí sẽ được phát sóng trên kênh VTV3 vào lúc 13 giờ thứ bảy hàng tuần nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hôm nay con được làm Trạng Nguyên Nhí của trường nên con rất vui. Thật sự là lúc đó thầy hiệu trưởng nói là có một bạn đạt điểm tuyệt đối, nhưng mình không nghĩ là con mình cảm thấy rất là vui và tự hào. Bé nó cũng đã cố gắng hết sức rồi.